Cô Phi, cảm xúc của cô như thế nào khi đặt chân tới nơi linh thiêng địa đầu Tổ quốc Hà Giang như thế này ạ? Chào Lâm, phải nói là lần đầu tiên được đi ra Bắc Giang và Hà bây Giang giờ ạ? là Hà Giang. Dạ vâng. Và bây giờ thì ra được tới địa đầu Tổ quốc rất là cảm động và Dạ. rất nhiều cảm xúc dâng trào Dạ. về đất nước của mình. Dạ. Và đúng là đi vậy mới thấy là đất nước mình thật là đẹp, Dạ. mỗi nơi mỗi vẻ. Dạ. Và phải nói là qua công ty du lịch Việt thì cảm thấy chuyến đi rất Dạ. là, mọi người trong đoàn rất là hài lòng Dạ. về công ty này. Dạ. Và trong lúc đi thì mình cũng có gửi một số hình ảnh cho các bạn bè, Dạ. thì một số bạn bè cũng rất thích, bảo là hãy gửi đường link cho các Dạ. chị để cho các chị được trải nghiệm. Đặc biệt là về những phong cảnh và món ăn ở đây đúng Đúng rồi, và phải nói là rất là tuyệt vời, không? Dạ. Vâng. và đoàn các anh chị em cũng cảm thấy rất thích về sự phục vụ của công ty Dạ. và hướng dẫn viên hoặc là ngay cả bác tài, mọi Dạ. người rất là chân tình, Dạ dạ. nồng ấm, Dạ và vâng. cảm ơn công ty nhiều. À, vâng, thì giữa cái thời điểm mà dịch bệnh như thế này thì cô đi thì cảm thấy các Rất là tự tin, dạ không vâng. một khi mà nhà nước chính sách đã bảo là an toàn rồi thì coi như mình sẵn sàng đi thôi, không có sợ gì cả. Dạ dạ Đó. vâng. Vì cũng biết là công ty hoặc mọi người cũng phải biết những vấn đề này và phải Dạ. tổ chức tốt thôi chứ đâu có dám làm bậy bà. Dạ dạ vâng, con xin cảm ơn cô. Cảm ơn cô Rồi. rất nhiều ạ.